Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình xin giới thiệu cùng các bạn cái cách chăm sóc cây ngũ sắc tím để cho cái cây này nó xanh tốt và ra hoa quanh năm luôn các bạn. Thì đây các bạn có thể thấy cây này là mình trồng được 4 năm rồi. Năm ngoái mình có chia sẻ cái cách chiết từ cây ra, thì hiện giờ mình đã chiết lại được một số cây rồi các bạn. Thì nó phát triển rất là tốt. Đây các bạn có thể thấy này, đó, cây này mình nó đã thả xuống khoảng 1 mét mấy rồi các bạn. Mình zoom này các bạn xem hoa này. Đấy, hoa rất là đẹp các bạn, vừa đẹp vừa thơm luôn. Nhìn nó như một bức màn ấy, rất tuyệt vời luôn. Đó. Thật tuyệt vời các bạn. Đó, nếu mà các bạn có một cái lan can mà ở đây, ví dụ cái lan can này các bạn. Bạn trồng hết luôn. Đây mình trồng bên này hoa giấy các bạn. Các bạn trồng hết luôn một cái lan can này thì các bạn sẽ có một cái bức lan can tím rũ xuống ở xa nhìn rất là đẹp các bạn. Tuyệt vời luôn. Đó, thì đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà để chăm sóc nó. Thì đầu tiên mà các bạn có thể thấy hoa này, cho khi mà hoa nó ra rộ quá các bạn, hết đợt hoa đấy, thì cứ những cành nào mà nó già quá các bạn có thể cắt bỏ đi. Cây này bản thân mình cắt 2 lần rồi các bạn, mình thu lại rồi. Sau khi mà nó ra bông xong, cái nhánh nó già mình cắt gọn lại và mình bón phân và bổ sung thêm đất mới các bạn, thì cây nó sẽ phát triển được rất là nhanh và nó phóng, nó phun lại các bạn. Phun lại thì chỉ một thời gian ngắn thôi nó sẽ ra hoa rất là sai các bạn. Cái hoa này nó ra liên tục cả 1 tháng đến 2 tháng nó mới hết các bạn. Đó, thì nó rộ cực kỳ đẹp luôn. Đây, rồi mình sẽ lên chi mình quay cho các bạn xem cái bầu đất của nó thế nào. Còn đây là cái cây này các bạn, cái cây này mình chiết từ cái nhánh cây bên kia ra, các bạn cũng được mấy tháng rồi và mình cũng cắt là 1 lần các bạn, nó ra bông rộ này. Sau này mình cũng cắt đi 1 lần, đợt này là các bạn có thể thấy là bông nó bớt rồi các bạn, là do nó héo, bông héo đầy như này, do nó già rồi các bạn, hết bông rồi. Rồi chuẩn bị mình sẽ tiến hành mình cắt tỉa, mình bón phân thì nó sẽ lại ra bông lại các bạn. Đây, cây này này, trên là cây này mình có cắm cái rễ qua xuống đất thì nó ra rễ rất là nhiều. Còn đây là cái nhánh chiết, hôm nãy mình chiết có ba nhánh các bạn. Đây là một nhánh chiết là mình cũng trồng ngoài bờ ao này, còn một nhánh mình trồng ngoài cái bờ ao ngoài kia các bạn. Đó. Còn cái bờ ao này mình trồng một nhánh thì bây giờ nó cũng đã phát triển rất là tốt các bạn. Xuống đất nó phóng kinh khủng luôn. Nhưng mà được cái các bạn nó phóng nhanh nhưng mà dưới đất ấy, mình lấy giống thôi các bạn. Còn để dưới đất mà nó có bông nhiều như trên chậu thì nó hơi khó. Tại vì cây nó không có chiết nước và không có già cây được các bạn. Phát triển tốt quá thì cây nó cũng ít bông các bạn. À, đó, đây là cái cây to đùng này. Bên cạnh là cái cây ngũ sắc vàng. Đây mình quay gần các bạn xem. Đấy, mình mới trồng các bạn nhìn này. Đó, giờ mấy cái nhánh này là bây giờ nó các bạn, mình để đất kìa, nó bám vào nó đám rễ ra rễ luôn các bạn. Đó, mấy cái nhánh này nó cắm đất tự ra rễ luôn này. Đó, mấy cái nhánh này này. Đấy. Tí mình sẽ cắt mình trồng vào kia các bạn. Nó tự bò ra đây nó ra rễ luôn. Nó bò đất là tự ra rễ luôn. Đấy. Đây, mới trồng mà các bạn thấy nó to đùng này. Nó có nhanh chết á, giờ nó ra một cái dàn rất là lớn luôn. Đây cái ngũ sắc vàng các bạn, ngũ sắc vàng cũng rất là đẹp. Đó, ngũ sắc vàng cũng rất đẹp. Nhưng mà màu tím nhìn nó hấp dẫn hơn các bạn. Đấy nó rũ như bức màn này, còn thằng này thì nó lại thân nó cứng hơn, nó lên cao hơn các bạn. Nó lên thành chùm á. Đó, thân nó không có rũ mà nó lên thân gỗ á. Hoa rất đẹp các bạn. Màu vàng là nhìn cũng hấp dẫn. Vàng quanh năm luôn các bạn. Ở dưới đất thì cái ngày ngũ sắc vàng này thì nó lại ra hoa cực kỳ nhiều hơn với cây tím các bạn. Nó là quanh năm ngày tháng luôn. Đấy. À, đây là cái chậu nhìn ở trên xuống các bạn. Các bạn trồng cái dòng mà tím mà rũ này các bạn nên trồng cái chậu sâu các bạn, chậu cao đó. Thì mình trồng á, thì cái cây nó rũ xuống rất là đẹp, hoặc các bạn phải để trên ban công. Không có thằng này nó có rũ xuống là nó sẽ chạm đất các bạn. Đấy. Đây các bạn thì nhìn từ trên xuống này. Ồ, hoa rất là đẹp các bạn. Đó, hoa từng chùm luôn các bạn. Đây này, đây là gốc các bạn, mình trồng có 5 hơn 5 là nó có đùng. Này, sau khi mà hết đợt bông ấy thì mình sẽ mua phân dynamic mình rảo vào đây. Rồi mình sẽ cho thêm
đất siêu dừa châu chấu trộn các bạn, mình cho vào đây phủ lên, cái bộ rễ nó phát triển rất là mạnh. Tại cây này không cần phải thay đất nhiều các bạn, chỉ cần thêm đất và cho phân thôi. Các bạn bấm tỉa cành, ví dụ cái cành này nó già quá là các bạn bấm bớt đi, nó vàng lá hết bông, nó vàng lá nhiều các bạn bấm bớt đi, nó sẽ phi những thực non mới là có phân các bạn, nó ra thực non mới rất là đẹp và nó phát triển cực nhanh luôn. Thì cây của bạn lúc nào cũng có bông các bạn. Ở đây mình xem cho các bạn xem cái cây bên này. Đấy, cây bên này thì cũng vậy các bạn, mình chết từ cây kia ra, nếu các bạn thấy nó nhỏ này. Nhưng mà cái nhánh này nữa các bạn không? Nhìn nó xuống đây nữa các bạn. Nhìn nó làm nguyên bụng cây này. Đây, nhánh này này. Nhìn nó làm nguyên cái bụng cây luôn. Đó. Để bám đặc luôn. Chiều mình sẽ chiết cái nhánh này ra, mình sẽ nhổ nhánh này ra mình trồng bỏ. Bỏ cái chậu chỗ này, cái vị trí này để cho thêm một cái bụi hoa nữa các bạn. Để nhìn từ xa rũ xuống rất là đẹp. Đấy. Đây, mình có mới cho phân nữa các bạn. Đó, mình cho phân dynamic này. Nó nở ra các bạn. Nó nở ra rồi mình sẽ cho thêm đất vào nữa thì nó phát triển rất là mạnh. Hoa rất đẹp luôn. Đó. Cái này nó đang hết đợt hoa này. Nên mình cho phân vào để nó phát triển được mới, cho nó ra hoa mới các bạn. Rồi cái bông giấy cũng vậy các bạn. Bông giấy này cũng hoa cũng đẹp, nhưng mà cái bông giấy thì nó hoa thì nó phải vào đợt của nó chứ nó không siêng như thằng châm ổi tím các bạn. Thằng châm ổi vàng, ngũ sắc vàng đấy thì nó ra hoa cực quanh năm luôn các bạn, lúc nào cũng có hoa hết. Đó. Rồi cái này hoa nhài các bạn, mình trồng hoa nhài đây luôn. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hãy đăng ký kênh để xem những video chia sẻ mới nhất từ mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.